Kính chào quý vị và các bạn. Theo thông tin cập nhật sáng nay, thì tâm của áp thấp nhiệt đới đang ở khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc, 117,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 400 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất của vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Và dự báo là trong 24 giờ tới thì áp thấp nhiệt đới chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 5 đến 10 km, cường độ ít có sự thay đổi. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên là khu vực phía đông của giữa và Nam Biển Đông, bao gồm phía đông của huyện đảo Trường Sa, ngày hôm nay có mưa rông rải rác, dễ kèm theo lốc xoáy. Tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km trong mưa, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 và độ cao sóng ở đây có lúc lên tới 2 mét. Trước diễn biến thời tiết xấu như vậy thì bà con ngư dân nên chủ động kế hoạch di chuyển để đảm bảo đánh bắt an toàn. Lưu ý là khoảng cách giữa tàu thuyền và tâm của áp thấp nhiệt đới thì luôn tối thiểu từ 350 đến 400 km, tức là vào khoảng 200 hải lý. Một vùng biển nữa thời tiết cũng đang xấu trong trưa chiều nay, đó là Vịnh Bắc Bộ. Dự báo là trong ngày hôm nay thì có gió đông nam đến nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và độ cao sóng là từ 1 đến 3 mét biển động. Đối với vùng biển từ Quảng Trị trở xuống tới Cà Mau, ra ngoài khơi quanh huyện đảo Hoàng Sa thì dự báo là trong chiều nay thời tiết vẫn khá tốt, trời không mưa, gió khoảng cấp 4, cấp 5 và tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Còn trên đất liền Trung Bộ thì dự báo là khu vực từ Thanh Hóa trở xuống đến Phú Yên trong ngày hôm nay tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 40 độ và thậm chí là có nơi còn trên 41 độ. Trời còn khô với độ ẩm thấp là từ 25 đến 45%. Quý vị chú ý phòng tránh say nắng và say nóng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin thời tiết mới nhất trong các bản tin tiếp theo.